Đã hết ly này nữa mới có 4 ly đã thiệt. Uống thêm đi. Nhưng mà tôi nói thiệt với ba gà nghe nha. Mới đây mà mười mấy năm rồi, mỗi lần Tết đến tôi nhớ ngày đầu mới qua Mỹ đó ba gà. Sao kể nghe coi thử có hai là gì. Tôi với một người bạn đó ha, vừa bước vào phòng thẩm vấn. Hả? Cái gì mà phòng thẩm vấn? Ui giời ơi, mày nói nghe ghê quá đi. Làm như là nhà tù không bằng ấy. Này, người ta gọi nó là phòng phỏng vấn. Trời ơi, phòng phỏng vấn mà tôi quên, tôi nói là phòng thẩm vấn. Tại vì ở bên bển vô nó hoài đó. Phòng phỏng vấn, đúng rồi. Vừa mới vô cái gặp cái ông, người ta nói cái ông gì, ông làm trong sở welfare đó. À, ông Worker, cái ông hỏi liền. Ông hỏi anh sao? Ông hỏi vậy: hai anh đến Mỹ kia ơi, mau khai tên họ cho tôi biết nào. Vợ con xấu đẹp làm sao, nghề nghiệp phải nói ghi vào hồ sơ. Hai anh đừng có mà lơ mơ, khai thêm cô vợ bé welfare nó cúp liền. Anh cả anh hai đó ơi, anh khai trước đi. Nè, tôi kêu hai anh vô khai với lịch, chứ tôi đâu có kêu hai anh vô thâu băng đâu mà hai anh xong ca. Dạ, tại thầy hai anh không chỉ định nên tụi em tiết kiệm thì giờ cái hai đứa điền lượt một cho màu. Dạ. Được, vậy thì các anh có cái hàm râu mà không được thẳng hàng đó. Dạ. Hai trước đi, hàm râu anh coi bộ không có trật tự đó, nghe chưa? Dạ thưa đàn anh, dạ hàm râu của em thì đàn anh thấy không có ưa, chứ thật ra em là người đàng hoàng nhất ở trong cái đám lộn xộn đó. Trời ơi, nó nổi bạn tôi rồi. Thịt chó ra truyền mà ai nếm cũng phải khen. À, thì ra anh làm nghề hạ cờ Tây phải không? Dạ dạ phải. Đúng đó thầy hai, anh làm nghề hạ cờ Tây. Nhưng mà nói chữ nho văn chương hơn thầy hai, ta nói là cái nghề bán mộc tàu. Nhất vàng nhì dện tam đen tứ đốm đó thầy hai. Nhưng mà có loại chó bán không được đâu. Cái loại nào? Dạ chó xà màu. Dạ đúng đây ạ. Nè, tôi nói cho anh nghe nha. Dạ. Ở bên này đó, cái nghề này không có thịnh hành nữa đâu, nghe chưa? Bỏ đi, bỏ đi, nghe chưa? Dạ dạ thầy hai, cái nghề này bỏ uổng năm thầy hai ạ. Thầy hai không tin em kể thầy hai nghe. Lấy củ xả mà đập vào cái đầu con chó mực cho nó đi nãnh yên xưa rằng. Thế rồi là mình bỏ nó vào chảo nước sôi, trộn với một tí cà ri, thêm chút đậu phộng, cộng thêm vài tép hành. Thế là mình nấu cái món rượu mật. Ấy lại còn cái món thịt luộc nữa. Ôi trời ơi, thịt luộc mà lại kẹp với ná mơ, rồi thì là chấm vào một chít mắm tôm nữa. Ý trời ơi, cái món mắm tôm thì là hết chê. Nếu mà không tin nữa thì thầy hai có con chó nào ở nhà dẫn em về em thực hành cho thầy hai xài tạ. Tôi đã biểu anh đừng có nói nữa mà. Trời ơi, nói nữa làm tôi thèm. Lần sau có nấu nhớ gọi tôi nghe không? Nói vậy chứ bên này á, cái loại thu vật như vậy đó người ta quý lắm đó, nghe chưa? Dạ. Ê, quý hả? Ê, quý chứ sao mà họ lại bán kìa. Trời ơi, bán ở đâu? Dạ, em thấy ở mấy cái tiệm hamburger nó để là hot dog, thịt chó nóng chứ còn cái gì nữa. Trời ơi, đó là cái tên thôi ông nội ơi. Dạ. Giờ tôi biểu nến. Dạ, dạ nến thì nến. Ừ, bây giờ đến cái anh có hàm răng á, giống hàng rào ấp chiến lược á. Lại đây khai đi. Dạ em á thầy hai. Ừ,
Dạ thưa thầy ơi, em tên thiệt là Lê Văn Ba, ở quận Santa Barbara, tỉnh Santa Ana, tiểu bang California. Dạ em ở Việt Nam mới qua đường đi quá xa, dọc đường mất hết 8 cái hộp xoàn 16 cà ra thầy ha. Dạ tại thầy hai kêu em khai thì em khai chứ. Dạ còn gia cảnh đó thầy hai, con ruột thì 8 đứa, còn 6 đứa chưa có khai sanh thầy hai. Dạ 9 đứa còn ở kẹt ở đảo đó, thầy ha. Thôi kể tóm tắt thôi mà. Dạ tóm tắt thì tóm tắt. Dạ nói thiệt thầy hai, dạ ở Việt Nam em thật sự dạ là lính. Lính mới tỏ te, tôi là lính mới tỏ te, đỡ dàn cùi bắp mà lê mà như thường. Ngày đầu vậy ra là người hùng của Việt Nam ta. Trời đất ơi, đây nè, khi xưa cũng là lính á. Ủa nói vậy thầy hai cũng là lính hả? Ờ mà anh có lên cấp bậc gì chưa? Dạ có chứ. À, dạ từ bên nhì em lên được bên ba. Chắc anh bà gài lắm đó. Dạ đâu có, tác phong quân đội em là số 1 mà, nhưng lâu lâu nhớ vợ quá thành ra nhảy dù không có giấy phép, thành ra không được good cho lắm mà thầy hai. Nhưng mà này các anh ơi, chớ nên than thở cho người chê bai. Một năm lên được tí cai, hai năm tí đội thì oai. Đầu năm mình uống cho sai đi anh ba,
uống sai mình mới lột cái đầu tóc giả ra. Tóc giả đừng lột. Xin lỗi, hiện tại anh đã quá đã rồi. Thật sự, xin lỗi, mình lột hết trần sự thật. Mình nói hết chuyện gia đạo cho mình nghe chơi. Trước hết tôi đố mấy anh vậy chứ trên cái cõi đời văn minh chạy xe Nhật, ăn cơm Việt Nam, uống bia Mỹ này, cái bệnh gì mà người ta sợ nhất nè? Trời ơi, dễ ợt à. Bệnh gì? Bệnh ghiền áp viện chứ gì. Trật xa gần 15 mai. Không áp viện thì cũng căng xe, bệnh lao thôi gì đâu. Trời ơi, còn trật xa hơn nữa ông nội ơi. Bệnh này bác sĩ người ta sắp tìm được thuốc trị rồi, đừng có sợ. Thôi tôi biết rồi. Bây giờ cái bệnh mà đáng sợ nhất đó. Bệnh gì? Là bệnh S. Đúng chưa? Đúng vậy nhưng mà chưa ghê. Bệnh này không trị nổi đâu. Tôi nói thiệt, cái bệnh S đó là bác sĩ thế giới người ta sắp tung ra công thức để chống lại cái bệnh S này rồi, khỏi phải lo. Nhưng mà nói vậy cho hai cha đừng có làm bậy nghe chưa. Gặp bệnh S là đai, nghe chưa. Nhưng mà tôi nói cái bệnh này á, bác sĩ trị bệnh mà còn phải sợ nó nữa kìa. Bác sĩ cũng có bệnh đó nữa, thành ra không có chữa được đâu. Hả? Nè, cái bệnh gì? Bệnh gì? Nói nghe coi. Bệnh gì biết không? Nói đi. Bệnh gì biết không? Trời ơi, nói đi chứ mày làm tao hồi hộp quá à. Bệnh gì biết không? Bệnh sợ vợ. Y chang. Y chang. Nhất là ở trên đất Mỹ này nữa đó nghe. Mấy ông mà không sợ vợ rồi cũng phải sợ nữa. Anh sao vậy? Nè, hay là về, nếu mà anh không sợ mấy bả đó hả, buồn tình mấy bả dẫn mấy lõi tì lên tòa, cho mày số về, thì lúc đó đó hả, mày trở nên năm mồ côi chứ không còn là hai la ve nữa đâu à. Anh nói tôi sợ bả, vậy chứ tôi hỏi anh có sợ vợ anh không? Tôi hả? Trời ơi, sức mấy tôi sợ. Nè, tôi hả? Tôi chỉ hơi ngán bả anh chút thôi. Cũng như vậy. À, tôi ngán đây á, là ngán cái cuộc chỏ của bả. Sao kỳ vậy? Bởi vì biết sao? Sao? Mỗi lần mà bả đánh tôi đó hả, bả không có đánh bằng tay, là bởi vì bả sợ gãy móng tay. Trời ơi, tôi còn kỹ lắm. Bởi vậy á, cho nên bả đánh tôi bằng cùi chỏ không à. Trời ơi, không? Hai anh còn đỡ, còn tôi anh biết không? Trời ơi, bộ hồi nhỏ đó bả có học võ Bình Định hay sao đó, mỗi lần bà quánh tôi bằng đầu gối không à. Còn ghê hơn nữa. Bởi vì tôi nói thiệt đó, ai mà rinh con vợ tôi dùm á, tôi xin quỳ hai tay tôi dâng lên cùng hai chiếc xe đời 65, riêng cái căn nhà với tiền trong ngân hàng là tôi giữ lại. Trời ơi, quá. Vậy tụi mình á là thuộc loại sợ vợ có quy chương rồi. Bây giờ mình phải họp lại bầu một người hội trưởng đi. Được, đúng vậy á, nhưng mà đây là để tôi đề nghị vậy ha. Để tôi kể câu chuyện này, nếu mà được á thì khỏi bầu. Tôi làm hội trưởng. Được ha. Kể đi. Nhớ bữa đó ha, bọn nào ông tụi họp lại bàn kế hoạch tử chiến với mấy bà già dứt dạc. Tôi đề nghị nếu mà mấy bà có đến nhất định không ai được bỏ chạy, nghe chưa. Trời đất ơi, vừa mới nói vậy cái nào là chị ba bán cá, chị tư mổ quạ, bà tám tôm càng. Nhất là chị tư lụ đạn đó. Trời ơi, mấy bà nhào lại. Mấy bà nhào lại cái bà, cả bọn đàn ông sợ quá trời chạy hết. Còn tôi ngồi dính trên ghế. Trời, anh gan quá trời vậy hả? Không chạy, chạy sao được. Vậy là anh anh hùng rồi. Trời ơi, anh hùng cái móc xì. Tại tôi sợ quá trời tè ướt cả quần lẫn cả ghế nên không dám đứng dậy đó cho bà. Những ai sợ vợ trên đời. Ngồi đi kìa, nhiệt lắm bà tôi không. Mau mau vào hội xin mời ghi tên. Riêng tôi sợ vợ kinh niên nên nhận chức hội trưởng do các anh đây bầu. Anh này là thư ký quặp dâu, còn anh kia là thủ quỹ. Xin chào bà. Trời, bà mới tới tôi. Tôi kính mến vợ tôi.
coi em như con cháu trong nhà. Nó gọi lên thì em già, nó bảo xuống thôi là em vâng. Tôi nghĩ cái phần tôi này lắm lúc nghĩ thực là chán ghê. Chán ghê, chán ghê là chán ghê. Lấy vợ gặp ngay mà vợ dư. Đêm thời ngủ chung nó gác hai chân lên ngực em mà hết cửa. Hết cửa, hết cửa là hết cửa. Hết cửa cả thân mình. Nằm suốt đêm mà em không nhúc nhích. Dán cửa mình sợ vợ la. Đến sáng hôm sau ngồi dậy mà hết nổi. Hết nổi chứ mẹ. Thank you.
chồng là kỹ sư, chứ ép xem lơ thì quyền anh dáng đợi chờ. Năm ơi năm hèn chồng xin cho dốt được bền, vợ không lấy ôm kéo rèn dầm năm cho mít nhà nam ta này đỡ khổ. Tàu nhà mua sắm xe xây đắp tương lai một mai tươi sáng trở về. Mưa chúa xuân đem tình yêu đến khắp mọi nhà. Chúc các ngư dân thường xuyên tôm cá đầy tàu. Cô gái đường xuân chợt nghe tim đánh phập phồng. Xây đắp tương lai một mai. Nè, từ này về sau á, mình không có cho mấy bà nội trợ này làm trời nữa. Nhất là về mặt tâm lý. Bởi vì á, nếu mà không có tụi mình, làm sao mấy bà sản xuất? Đúng vậy. Mà không có tụi đàn ông mình á, làm gì có người cho mấy bà xài sản. Tôi nói nha, từ cái ngày lập hội á, vợ tôi bỏ bớt máu sư tử Hà Đông rồi. Vậy dạo này bà ăn năn nhiều ghê đó. Vậy hả? Cái gì bà cũng bỏ bớt phần nữa hết á. Vậy đâu nói cho tụi tôi nghe thử coi bớt được cái gì. Thì chẳng hạn như cờ bạc á thì bà bỏ cờ. Còn đánh bạc không? Thôi đó. Còn hút sách á không? Bà bỏ hút rồi, chỉ còn sách đồ đi bán thôi. Trời ơi, cũng nói có được à. Trời ơi, thì tôi đã nói rồi, bà bỏ phần nữa chứ bà đâu bỏ. Trời ơi, nè. Vậy vợ tôi còn hơn vợ anh chút. Vợ tôi khác hơn. Khác chỗ nào? Là khác vậy nè. Ngược lại á, chẳng hạn như là hút sách á, thì bà bỏ sách đồ đi bán, chỉ còn hút không nè. Nè nè nè, không được đâu, không được đâu. Nó nguy hiểm còn hơn bông nguyên tử nữa, nếu mà mắc phải cái bệnh này đó. Ê, nhưng mà bà được có cái này sao? Là gì? Về cờ đó, cờ bạc đó, thì bà không còn đánh bạc nữa, mà chỉ thích đánh cờ thôi. Mà nhất là thích đánh với tôi hà, chứ không chịu chơi với người khác. Mà không hiểu tại sao mỗi lần mà tôi chiếu bả đó hả, là bả bí hoài, mà bả không có chịu thua. Trời ơi, anh đánh cờ giỏi vậy. Nè, làm ơn chỉ giùm tôi nha. Mỗi lần đánh cờ với vợ tôi á, trả lại tôi bị sụm bà chè trước nó không à. Trời đất ơi, đâu có gì đâu. Nè, tôi nói cho anh nghe nha. Đánh cờ á, là phải kiên nhẫn. Là bởi vì cái chỗ đó á, mình phải chọc tức mấy bà, là bằng cách á, khi bày cờ ra là mình chống xị trước. Chống xị trước mình chống xị trước rồi á, cho bà hết hồn. Cái rồi á, mình chọc tức bà bằng cách là cứ để đó. Đúng, có lý, có lý. Vậy là tối nay tôi về, tôi rủ vợ tôi. Dạ. Chàng chàng thiếp thiếp với tài cờ chưa chắc đã hơn nhau. Vậy đêm nay đấu với thiếp keo nào, ngủ chẳng được thiếp đốt đèn chơi nhé. Chơi nhé.
chơi thì chơi, có sợ gì chẳng chơi. Thua thì thua, cấm được mà lôi thôi. Chơi ván cờ người, cho biết mùi đời. Ta đấu trong tình vợ chồng, nhưng chàng ơi kiếp hẹn một đôi câu. Chơi làm sao dáng thù được cho lâu. Chơi nghĩ đàng hoàng, chơi cấm vội vàng. Ta đấu một trận cờ đêm. Cờ người đen trắng hai bên, chàng chơi cho kỹ, kéo đi nhầm cờ. Tội tình kiếp lắm. Tướng sĩ hãy dàn ra cho hết, để đôi ta đấu chỉ một phen. Quân kiếp trắng, quân tràng đen. Kiếp trắng tràng đen, hai quân ấy chơi nhau chừng đã lửa. Mới thoạt vào đầu, chàng lên nhảy ngựa. Nhảy ngựa, nhảy ngựa mà nhảy ngựa. Thiếp vội vàng vén phứa tượng lên. Vén lên, vén lên mà vén lên. Thiếp vén tượng lên cạn ly đi mà thôi nè, tụi mình nó nghe thiệt là vậy hết sức cả nghe. Sao
Nãy giờ cứ chén anh chén em, lì chú lì bác, mà quên đi bữa nay là đầu năm mới, chưa có chúc Tết gì cho bà con người Mỹ tóc đen gốc Việt Nam của mình. Nè anh Ba Gà, anh nói đúng đó, chúc Tết là ngày của tôi, vậy để tôi chúc trước được không? Ê, thôi, nè, chú mày về nhà, kêu bà vợ của chú mày nó mai cái miệng ăn hamburger uống coca của mày lại đi. Ủa sao vậy? À, thì năm rồi á, chú mày chúc tao lucky đến cái độ còn cái chiếc xe cũ cũng phải bán đi, để mà đi xe bus. Bây giờ để lấy hơn, tôi đề nghị là thằng Hai La Gia mày chúc trước. Đúng, Hai La Gia chúc ngon lành à. Cái đó không nói dấu gì nghề cũng của tôi. Ngày nào năm nào tới Tết nhất tới là người ta kêu tôi lại chúc hả? Lắng tai nghe. Chúc cho ngon lành nha. Lắng tai nghe Ba Gà. Mày lắng tai nghe rồi mày học hỏi tao rồi mai mốt làm đi chúc Tết thôi cứ mở miệng ra bị chửi hoài. Nghe nè. Năm cũ không rủ cũng phải bỏ đi. Năm mới không ơi cũng tới đúng giờ. Chúc bác trai mùa mai bán đắt. Chúc bác gái quýt lắc dài dài. Anh Hai mới lấy chị Hai. Sinh con đẻ cái lai rai đều đều. Phải không? Mà nhất là cái này nè. Đầu năm sinh con trai, cuối năm sinh con gái, giữa năm sinh đôi, sinh ba, sinh tư, sinh chừng nào mệt nghỉ khỏe rồi sinh nữa. Stop. Để. Trời đất ơi, sinh như vậy đó hả? Máy bay cũng lột dên chứ đừng nói chi người ta. Sinh đôi sinh ba làm sao mấy bả sinh cho kịp. Nói tới sinh đẻ đó, con vợ tôi nó sợ quá trời. Nó nói năm tới đó ráng mà làm chót nó cho đủ chẳng một chục nó đi cai liền. thôi nè, hai chú mày á làm ơn nghỉ mệt một chút đi. Cứ chúc toàn là sinh con mà không chịu chút tiền vô. Xanh nhiều hả mà không có tiền nuôi tụi nó đi thưa cảnh sát cho mà biết mặt. Nè, thôi bây giờ để tôi chốt cho. Vậy ha, nghe tao làm chút trước đây. Nghe nha. Xuân lại đồng khứ tông cửu nghinh tân. Chúc bà con cô bác xa phố lầu thọ an ninh phú quý. Có thơ rằng thơ sáng mùng một rượu say tuy luy giơ tay bằng ông vô vào nhà sao lời
tưng bừng, ăn nếm tưng bừng. Ông mà ăn chả bà thôi mà ăn nếm nhịn thèm, tôi mới rút êm, tôi mới rút êm. Kính thưa quý vị, nhạc phẩm sắp được giới thiệu đến quý vị sau đây, tựa đề là Ba Người Thợ Khéo. Trước hết là người thứ nhất, vai phó nhòm, tức ông thợ chụp hình. Ông này quăng cả cuộc đời vào nghệ thuật, đổi lại, nghệ thuật đã bù lại cho ông được chiêm ngưỡng nhiều cảnh sắc nên thơ mà người không yêu nghệ thuật không được thấy bao giờ. Thiên hạ vẫn kêu tôi ấy là ông phó nhòm, thiên hạ khoái trêu tôi mới gọi ông phó giòm. Giờ ôm giòm huyền giòm, giờ giòm em huyền giòm. Chuyên giòm vào cái lỗ sâu hóm hòm hòm hòm, giòm từ dưới giòm lên trên, giòm từ trên giòm xuống dưới. Ngày giòm đêm giòm, lưng thét bị lom khom. Lom khom là lom khom. Có ông mang đồ lớn vô chụp le với bà hàng xóm, có cô em cởi quần muốn rằng khoe trắng tròn. Ê, ê, ê. Sang đến nhân vật thứ hai là ông phó mập.
ông này giàu lương tâm giúp đời, nhưng lấy tiền vẫn còn là đạo đức. Thiên hạ vẫn kêu tôi ấy là ông phó mọc cửa đục đẽo quanh năm thét rồi không biết nhọc, nhờ có cây rồi đục mà phát sinh tài lộc. Ông nào mà hai thiếp tôi đóng giường thêm chân, vợ chồng lứa còn đương xuân cần giường lim giường ván ép, giường nằm an toàn không kéo kẹt đu đưa đu đưa là đu đưa. Mấy ông cưng vợ mới mua giường tôi là sủa nhất, dám cam đoan sản xuất rất nhiều con để nói rằng ý, ý, ý. Có những ông thợ kiếm tiền một cách dễ dàng thảnh thơi để nghĩ đến chuyện mai hậu, thì lại có những ông thợ đầu tắt mặt tối chỉ lo sao trau dồi cho lành nghề để làm kế mưu sinh, như là ông thợ sửa xe máy dầu sau đây. Thiên hạ vẫn kêu tôi lão sửa xe máy dầu, lăn lộn đã bao lâu cái nghề tay dính dầu, còn lắm khi bù đầu vì những xe chạy dầu. Như một nhà bác sĩ tôi chữa bệnh kinh niên, bệnh nặng mãi mà không lên là bệnh suy điện yếu kém. Bệnh này hư thì tôi khám liền bu di, bu di là theo đi. Lắm xe xăng lửa tốt sao xạ ga mà không bốc ấy đi lâu, bố nghẹt tắc muốn giọt thêm phải móc lò. Ý, ý, ý. Lắm xe xăng lửa tốt đạp thả ga mà không bốc ít đi nên bô nghẹt tắt mút giọt thêm phải móc lò. Cái bệnh quái quan như vậy, thế mà ông ta còn lưu tâm với khách hàng một điều quan trọng hơn nữa cơ. Thiên hạ vẫn kêu tôi lão sửa xe máy dầu, chuyên ngồi góc đa cao cuối đường lên dốc cầu để đón xa lộ vào yên kiếm thêm rồi rào. Xe vào mùa mưa tới hay tét ruột xì hơi, nhiều thầy dắt bộ khơi khơi đổ mồ hôi mệt sụt gối. Chẳng về mấy bà đưa thính hỏi lôi thôi là phiền rồi. Ấy chơi xe phải giữ xe dường như là vợ mới, chớ cho ai là cười ấy họ đi chẳng tiến đời. Ý, ý, ý. Chúng ta nắm tay hát ta yêu nghề ta, hát cho quên đường xa quên niềm cay đắng. Có một ngày hiền hòa trời yên gió lặng, để hoa lòng nở một niềm vui sáng tươi, để hoa lòng nở một niềm vui.